Bác sĩ Việt tiếp tay vẽ bệnh moi tiền ở phòng khám có yếu tố nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, điểm chung trong các phòng khám vẽ bệnh moi tiền là đều có bác sĩ người Việt. Họ tiếp tay cho các chủ đầu tư có thể là người nước ngoài. Họ có thể là người phụ trách chuyên môn, cũng có thể là người thực hiện các thủ thuật, uy hiếp tính mạng người bệnh, tiếp tay cho các chủ đầu tư có thể là người nước ngoài. Trao đổi với chúng tôi hôm qua, ông Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa chỉ đạo thanh tra sở hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm vi phạm xảy ra tại phòng khám đa khoa thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ y tế Y học Sài Gòn, địa chỉ số 153-155 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5. Đây không chỉ là hành vi có dấu hiệu vẽ bệnh moi tiền mà còn vi phạm cả về pháp luật và đạo đức hành nghề. Người đứng đầu ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh nói, vụ việc này được người nhà bệnh nhân gọi điện trực tiếp cho ông khi vừa tan cuộc họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 9. Giọng người bệnh hớt hải, lo lắng và ngay lập tức thanh tra Sở Y tế vào cuộc, phối hợp với các đơn vị quận 5 đến phòng khám này giải cứu bệnh nhân. Tại phòng khám đa khoa thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ y tế Y học Sài Gòn, gọi tắt là phòng khám Y học Sài Gòn, thanh tra Sở Y tế xác nhận có nạn nhân là chị HO, 38 tuổi. Không chỉ thế còn phát hiện thêm hai phụ nữ khác đến khám chấm dứt thai kỳ và đều vừa được phòng khám thực hiện thủ thuật này. Thời điểm này, thanh tra Sở Y tế ghi nhận không có bác sĩ phụ sản nào có mặt tại đây. Phòng khám cũng không cung cấp được hồ sơ khám chữa bệnh và hóa đơn thu phí người bệnh. Chị HO kể, sau khi khám phụ khoa, phòng khám này nói đã phát hiện ra thai nhi và tư vấn chi phí gói phá thai 2 triệu đồng và làm không đau. Tuy nhiên quá trình làm thủ thuật phá thai, phòng khám này lại yêu cầu ký gói 29 triệu đồng mới làm tiếp, nếu không sẽ làm chảy máu nhiều và rất đau. Họ gây áp lực yêu cầu chuyển khoản ngay trên giường bệnh. Tuy vậy lúc này chị HO chỉ còn đủ chuyển khoản được 9 triệu đồng nên bị giữ lại và phòng khám bắt phải trả đủ tiền. Đó là lý do mà chị nhờ người thân cầu cứu cơ quan chức năng. Hiện thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục làm việc với người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ y tế Y học Sài Gòn là ông Xín Sùi Sẳng, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa trực thuộc công ty này là ông Lưu Thanh Hoàng và phụ trách chuyên khoa phụ sản là bà Đỗ Thị Lâm Oanh. Theo tìm hiểu, điểm chung là người phụ trách chuyên môn của các phòng khám có dấu hiệu vẽ bệnh moi tiền này có thời gian làm việc tại các phòng khám có yếu tố nước ngoài, tức là phòng khám Trung Quốc. Cụ thể, ông Lưu Thanh Hoàng được Sở Y tế tỉnh An Giang cấp chứng chỉ hành nghề năm 2012. Từ mùng 1 tháng 8 năm 2022 đến mùng 1 tháng 7 năm 2023, ông này đầu quân cho phòng khám đa khoa thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn phòng khám đa khoa Văn Kiệt, quận 5. Dữ liệu trên cổng tra cứu thông tin chứng chỉ hành nghề của ngành y tế chưa cập nhật việc ông Hoàng là người phụ trách chuyên môn kỹ thuật phòng khám Y học Sài Gòn, còn bà Đỗ Thị Lâm Oanh chưa có dữ liệu. Thực tế này giống với trường hợp của ông Lê Ngọc Bình, người chịu trách nhiệm chuyên môn của phòng khám đa khoa Nam Việt, địa chỉ 202 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10. Phòng khám vừa bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 3 tháng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn. Theo tìm hiểu, từ năm 2013 đến nay, ông Bình làm việc tại 3 phòng khám gồm Elizabeth, Hồng Cường, Nam Việt. Theo Sở Y tế đánh giá đều có yếu tố nước ngoài, từng nhiều lần bị xử phạt. Liên quan vụ việc này, thanh tra Sở Y tế cho biết theo các quy định hiện hành, các hành vi vi phạm của phòng khám Y học Sài Gòn sẽ có mức phạt tiền tối đa là 120 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, khám chữa bệnh 4 tháng. Về trách nhiệm hình sự, Điều 315 Bộ Luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Ngoài xử phạt trong phạm vi chuyên môn, đơn vị sẽ củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan điều tra xử lý. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định. Theo luật sư Vũ Quang Đức, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, hành vi của phòng khám Y học Sài Gòn có đầy đủ dấu hiệu cấu thành của tội cưỡng đoạt tài sản. Luật sư Đức nói, đây rõ ràng là hành vi lợi dụng tình trạng lệ thuộc, không thể kháng cự của người bệnh, uy hiếp tinh thần buộc họ phải đưa thêm tiền trái ý muốn. Trái thỏa thuận ban đầu, hành vi của phòng khám đã thỏa mãn dấu hiệu cấu thành của tội cưỡng đoạt tài sản. Đặc biệt theo ông Đức, hành vi này của phòng khám còn thỏa mãn các tình tiết tăng nặng như phạm tội với phụ nữ có thai, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp và ông đề nghị cần chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, xử lý hình sự để răn đe phòng ngừa vi phạm. Thu phí là công cụ hữu hiệu để kiểm soát vỉa hè và xóa luật ngầm. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thông qua đề án thu phí vỉa hè lòng đường từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Ngày 19 tháng 9 tại kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thu phí bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo đó, vỉa hè lòng đường được chia làm 5 khu vực, tức 5 quận, tương ứng với giá đất bình quân tại khu vực đó để tính giá cho thuê. Thống kê của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, thành phố có hơn 600 tuyến đường rộng trên 9 mét, nếu cho thuê để trông giữ xe sẽ thu được 550 tỷ đồng mỗi năm. Đồng thời 1.143 tuyến đường có vỉa hè rộng từ 3 mét trở lên cho thuê để kinh doanh sẽ thu được hơn 971 tỷ đồng mỗi năm. Như vậy là mỗi năm thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thu hơn 1.500 tỷ đồng từ cho thuê vỉa hè, lòng đường ở tất cả các tuyến. Việc thu phí lòng đường vỉa hè ở Hà Nội mới đây cũng được đặt ra. Tuy nhiên, theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, thì thời điểm này chưa thích hợp vì chờ đầy đủ cơ sở pháp lý cũng như để khoan sức dân. Thật ra thì việc thu phí vỉa hè lòng đường là chuyện khá mới ở Việt Nam. Nhưng với nhiều nước trong khu vực như Singapore, Philippines, Malaysia, Thái Lan đã thu từ cách đây 15 đến 20 năm. Và đến thời điểm này, việc thu phí ở các nước này đã đi vào quỹ đạo và là công cụ quản lý vỉa hè lòng đường rất tốt. Thực tế nữa là ở thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù đến thời điểm này thành phố mới tính đến chuyện thu phí người sử dụng vỉa hè lòng đường, tuy nhiên lâu nay người sử dụng vỉa hè lòng đường vẫn phải đóng phí theo luật ngầm. Luật ngầm cũng có rất nhiều luật, mà dễ thấy nhất là những cá nhân hoặc nhóm người đứng ra tự khoanh vùng thu phí trên lòng đường để giữ xe và vô tư ăn chặn của người dân, từng bị báo chí phanh phui trong thời gian qua. Dĩ nhiên số tiền thu được bằng luật ngầm sẽ không về ngân sách thành phố mà đã chảy vào túi của một người hoặc một nhóm người nào đó. Đây là điều rất phi lý, nhà nước không được gì mà lại còn mang tiếng. Nếu việc thu phí được triển khai, các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội sẽ có thêm nguồn bổ sung ngân sách rất lớn. Tuy nhiên, mục tiêu khác còn quan trọng hơn cả ngân sách là tạo ra công cụ hữu hiệu để kiểm soát vỉa hè, lòng đường cũng như những luật ngầm tồn tại phi lý lâu nay làm thành phố mang tiếng. Và khi có trả phí thì hình ảnh thành phố chắc chắn sẽ không còn nhốn nháo khi người dân vừa buôn bán vừa lo canh chừng lực lượng chức năng đến dẹp đuổi gây náo loạn và hỗn loạn như lâu nay. Đề nghị xem xét trách nhiệm việc Bộ Giáo dục và Đào tạo không biên soạn một bộ sách giáo khoa. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ việc Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức biên soạn được một bộ sách giáo khoa theo quy định của Nghị quyết 88 là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà nước. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã ký nghị quyết về giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết 88 và Nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nghị quyết nêu đánh giá về kết quả thực hiện các nghị quyết trong giai đoạn 2014-2022. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, nhiệm vụ, giải pháp khi thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu xem xét trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan không chấp hành Nghị quyết 88 về nội dung Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc biên soạn một bộ sách giáo khoa trước khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 122. Nghị quyết nêu rõ những bất cập khi Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức biên soạn được một bộ sách giáo khoa theo quy định của Nghị quyết 88, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà nước, nhất là việc quản lý, cập nhật, phát triển nội dung giáo dục phổ thông. Công tác quản lý, điều tiết giá sách giáo khoa thực hiện chính sách xã hội với một số đối tượng và địa bàn. Việc thử nghiệm sách giáo khoa chưa được coi trọng đúng mức, thời gian ngắn, chưa đảm bảo yêu cầu về quy mô và chất lượng. Việc thẩm định, tiếp thu, chỉnh sửa sách giáo khoa chưa chặt chẽ, dẫn tới còn sai sót về nội dung ở 18 cuốn sách giáo khoa, nhất là sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, khoa học tự nhiên lớp 6, lịch sử lớp 11. Cung ứng phát hành sách giáo khoa còn nhiều bất cập qua nhiều khâu trung gian, có tình trạng khan hiếm thiếu sách cục bộ đối với một số đầu sách trước thềm năm học mới. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xảy ra sai phạm trong in ấn xuất bản sách giáo khoa, một số tổ chức cá nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Quy định lựa chọn sách giáo khoa tại thông tư 25 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa chặt chẽ, dẫn tới cách thức triển khai không thống nhất giữa các địa phương, tạo ra kẽ hở để trục lợi, cạnh tranh không lành mạnh. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chỉ rõ việc để xảy ra sai sót đối với môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng cần được làm rõ trách nhiệm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chính trong tham mưu toàn diện việc triển khai đổi mới giáo dục phổ thông. Về các tồn tại, hạn chế trong xây dựng, thực nghiệm,
Thẩm định chương trình sách giáo khoa không tổ chức biên soạn được một bộ sách giáo khoa, giá các bộ sách giáo khoa có tỷ lệ chiết khấu cao, hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, việc sai phạm trong in xuất bản sách giáo khoa, các dự án hỗ trợ đổi mới chương trình sách giáo khoa, triển khai chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp, có sai sót khuyết điểm trong quản lý. Một trong những nhiệm vụ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt ra tại nghị quyết số 686 là đề nghị Quốc hội xem xét quyết định chủ trương tiếp tục thực hiện nghị định của nghị quyết 88 về việc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc biên soạn bộ sách giáo khoa. Cùng với đó, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cần nghiên cứu xem xét cơ chế chính sách miễn tiền bản quyền đối với việc xuất bản sách giáo khoa do nhà nước là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả, thực hiện kiểm tra thanh tra việc xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa. Quá trình biên soạn, thẩm định, xuất bản, in, phát hành, lựa chọn sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc, nhất là việc sử dụng chi phí phát hành sách giáo khoa.